Hàng trong xe xin kính chào quý đại gia đình à. Mến kính chúc quý đại gia đình nhiều sức khỏe nha. Này tiếp tục sang quay trở lại những con máy xe 3T. Này thì Kuta 3T. Này cũng là Yanma, này thì thuộc dòng Yanma nha. 3T. Đó, nay thì sang đã giới thiệu với cả nhà rồi ha. Còn này thì bây giờ tiến hành sẽ cho nổ. Đây cả nhà thấy. Anh nào mà đang cần một con máy Kuta thì liên hệ gặp trực tiếp Sang để sở hữu dòng máy này. Kuta 3 máy. Máy phát điện cắt ga ha, nên cả nhà thấy máy còn rất là mới luôn cả nhà. Nhìn nè, cũ đề nè, dạng khè luôn ha. Này thì chưa có vệ sinh gì hết nha cả nhà. Nó cắt ga sao thì để như vậy. Rất là đẹp ha. Đó, chưa có vệ sinh ha. À, cả nhà thấy xanh dần hết. Đây. Còn nghiêm chỉnh ha. Đây là con Kuta, để xem coi nó là mã mấy nha. Con này thì 3.000 tua. Này là 885 nha. Dòng này thì nó tới 19 PS nè nghe cả nhà. Đây ha, 885, dòng phát điện cắt ga thì nó 19 PS. Đây. K5 ha, K5 - B. Rất là đẹp. Con này thì nó còn con tắt điện nè, ga điện nè, về cho các anh chế cháo thoải mái ha. Không thì mình bỏ ra mình kéo ra sống. Đặc biệt các anh nào mà đang dùng vỏ thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp trực tiếp Sang để chốt mấy con máy này. Đề tua cao mà chạy vỏ thì còn dự bằng nữa ha. Mà đặc biệt những con máy đẹp. Đây. Rất là đẹp ha. Rồi không dài dòng nữa, bây giờ Sang mời cả nhà mình nghe tiếng máy nổ của con Kuta này. Đây nha cả nhà, đây là con Kuta. Ở này thì chỉ về là chỉ có việc là ghim dầu vô và câu bình để chạy thôi ha, chứ ngoài ra không có làm gì thêm ha. Có xịt nước cho nó sạch sạch thôi. Đây, tiến hành này cho cả nhà mình nghe. Lên ga ba. Đó, máy chạy rồi không? Rồi, ok. Máy móc ngon lành ha. Chạy nè, bịt ghe luôn. Đó, im ha. Gió mát luôn nha. Rồi, tắt lên. Con này nguyên zin nguyên bản luôn cả nhà, mới có dơ quá xịt nước sơ sơ nè. À, cả nhà thấy được cái lốc nước sơn của nó nè, tuyệt vời luôn không. Đây đó, ai thích con này nhanh tay liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp trực tiếp Sang để sở hữu ha. Kuta 8D 855 ha, 19 PS nha, 3.000 tua. Ở con này đúc xuống vỏ thì chạy quá ok, tuyệt vời. Vừa qua thì cả nhà đã nghe được tiếng máy nổ của con Kuta này ha. Máy còn rất là đẹp luôn ha, rất là lực chạy nghe tiếng. Nói chung là cái anh nào mà chuyên dòng máy xe thì nghe tiếng đã biết con máy nó chất lượng như thế nào rồi ha. Đây. Không phải là kiểu mà máy bung gã thì nó sẽ khác ha. Còn máy nguyên bản của người ta thì quá tuyệt vời. Con này mà vệ sinh nữa thì rất là mới nha. Nè cả nhà thấy nước sơn, nước bọng gì của nó ghim nè. Ốc nè. Ốc nè, sắc nét, rất là sắc nét luôn ha. Đó. Đây. Nè ốc nè. Máy này mà vệ sinh ra dạng khè hết. Rất là đẹp nha. Đây. Từ con ốc luôn ha. Rất là mới nha. Rồi con Kuta này thì Sang đang bán với giá là trên 10 triệu. Còn khách này nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại trên màn hình, Sang sẽ báo giá chi tiết ha, giá chính xác luôn. Còn cái này thì giá này là giá cho cả nhà tham khảo. Tại vì Sang có giao cho các anh lái á, báo giá chính xác thì mong cả nhà thông cảm, cứ liên hệ sẽ được cái giá tốt nhất có thể nha. Đây, cái lọc dầu của nó made in Japan. Đẹp ha, còn rất là mới luôn. Đó. Các anh nào mà chuyên những cái dòng máy xe này thì nhìn cái dàn nước sơn với cái dàn nghe tiếng máy nổ là biết con máy này còn chất lượng như thế nào rồi. Rồi, tiếp theo đây rồi cho các anh thích hãng Yanma. Các anh nào mà đang thích mà máy đời tua cao, đời mới thì đây là con 3TNA68 ha. Mã của nó là 19 PS nha, tới 3.600 tua nha. Đó. Đây. Máy móc nguyên ghi nha, chưa có vệ sinh gì hết. Máy phát điện cắt ra luôn ha nè. Các nhà thấy mấy cái này mà rửa ra cái đẹp vừa gì ha. Con này thì còn con tắt điện hay ga điện gì nè ha. Nó lọc dầu của nó nè. Máy này còn rất là mới nha cả nhà.
cả nhà xem. Đây, nước sơn của nó này ha, rất là mới. Rồi bây giờ xem, mời cả nhà mình nghe tiếng máy nổ của con máy này. Máy nổ luôn nha cả nhà. Con này thì nó còn con tắt tắt điện luôn nha cả nhà. Đó, về mình không xài này thì mình bỏ ra, còn cứ ví dụ mà có anh nào mà xài cái tắt điện này thì đấu vô xài ha, em đưa luôn ha, chị em không có tháo ra. Đó, máy móc nguyên bản nha. Chưa vệ sinh gì hết nha, máy rất là đẹp luôn. Đây. Rồi ai thích con này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Gặp tiếp để sở hữu ha, về chùi rửa vệ sinh lên cái nữa là tuyệt vời mặt trời. Rồi cảm ơn cả nhà. Thì cả nhà đã nghe được tiếng máy nổ của con máy của con dân ma 3TNA68 này ha, chạy rất là lực. Chung là những cái dòng máy phát điện thì cả nhà cứ yên tâm, tại vì nó là thuộc cái dạng máy dự phòng. Cả nhà thấy ha, về chỉ ghim dầu vô là đề nổ thôi, chứ ngoài không làm gì nữa. Nó sang thích cái dòng mà máy phát điện là nó như vậy, rất là dễ. Lốc nè, dạng khè, cái màu xám nó rất là đẹp nha. Màu này vệ sinh ra thì tuyệt vời luôn. Chùi tới đâu nó mới tới đó. Nè, cả nhà thấy chùi tới đâu là nó mới tới đó nè. Đó. Quá tuyệt vời. Đó, hai tiếng có hai con này thì ai thích con nào thì nhanh tay liên hệ số điện thoại trên màn hình, nằm ở bên tay phải, gặp trực tiếp sang để sở hữu ha. Đó, giá cả thì hai con này thì đều trên 10 triệu hết nha cả nhà. Nó còn giá chính xác thì liên hệ gặp trực tiếp sang sẽ báo giá chính xác cho mình. Đó, đây, rất là đẹp nha. Ở trên máy phát điện cắt ra cả nhà thấy ốc nó còn xanh dờn luôn ha. Đây, xanh dờn hết. Được mấy con này chạy vỏ thì sướng, hoặc là lắp vô lại máy phát điện. Quá đẹp, tuyệt vời luôn. Hai con này thì đút xuống vỏ thì chạy quá ok, rất là giọt nha. Hai con này thì thuộc cái dạng đề tua cao nên chạy rất là giọt. Nhà thấy nè, chưa có dấu chày dấu xước gì hết ha, rất là đẹp. Chỉ là ghim dầu vô là đề chạy thôi, mà chạy cái tiếng máy nghe rất là đã ha. Rồi video sang đến đây, giới thiệu hai con máy xe ba máy này đến đây là tạm kết thúc. Ai chưa đăng ký kênh thì cứ đăng ký kênh sang, còn nhiều con máy khác ha, để phục vụ cho cả nhà. Nhớ sang còn rất là nhiều cái dòng máy khác. Chưa đăng ký kênh thì hy vọng đăng ký kênh để ủng hộ sang, và nhớ like cho sang một lượt like, có niềm tin và động lực để cố gắng tìm kiếm những con máy đẹp nhất về phục vụ với cả nhà mình ha. Xin cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại đại gia đình trong những clip và video tiếp theo ạ. Bye bye.